thứ ba triển khai thực hiện chương trình giáo dục năm 2018 cũng là năm học đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với bậc trung học phổ thông. Để nâng cao chất lượng dạy học, thầy và trò trường Đắc Việt đã không ngừng đổi mới, luôn thi đua dạy tốt học tốt. Hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2022, trong không khí vui mừng phấn khởi của toàn dân đưa trẻ đến trường, được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo, trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông Nam Việt long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2022-2023. Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Buổi lễ khai giảng hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của quý vị đại biểu đến từ trung ương, quý ban ngành chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cơ quan báo chí. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến, cùng với đường lối chiến lược mà thầy chủ tịch tập đoàn vừa trình bày, chúng ta không thể không nhắc đến một lực lượng hùng hậu, những người trực tiếp tạo ra những giá trị giáo dục mang sắc màu Nam Việt, đó chính là quý thầy cô giáo. Và xin mời quý vị chúng ta cùng hướng bắt lên sân khấu và dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón tiết mục văn nghệ chào mừng của tập thể thầy cô giáo trường Nam Việt. Bài hát Giai điệu Tổ quốc, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiên. Yeah.
ngày đất nước.